mình rời bỏ đất nước mình đi trên một cái quãng đường dài vậy đó, thì cái nặng lòng nhất là cái quê hương, chứ phải cái nặng lòng nhất là cái vali. Lai đi, câu để ông Lai lóc. Ê, nói nhỏ mấy em nghe nha, tao mua thêm cái điện thoại iPhone X để tao ngu thấy mẹ. Không, mới mua luôn, hàng mới cáo. Anh bây giờ là có 4 điện thoại luôn. Mà anh mua điện thoại này á là vì lý do gì? Lý do là không có cục sạc. Cục sạc này ghi mẫu điện không vừa ông nội. Du lịch, tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Xin chào mọi người. Thấy ra tôi tươi không? Duy Nguyễn phải tươi rồi. À, đừng hỏi đâu nha, hỏi đâu lóc nha mấy em. Chẳng qua là bây giờ mình gọi là mình ngược múi giờ á. Mình thức mới có 48 tiếng nè. Giờ là hết tỉnh luôn rồi. Nên quay video chào sân. Cái chủ đề mà hôm nay á, là Duy trình bày cho mọi người á, là hơn chút nói. Bây giờ đầu tiên á là đi đâu cũng phải nhớ về quê hương. Đó, thể hiện xài cái bình lắc màu tím là nhớ, biết nhớ về quê hương rồi nha. Thấy chưa? Rồi trên tay là cái gì? Hàng BBT mấy em. Hàng này ngộ lắm, đi vòng quanh thế giới rồi đó. Nó đi về nơi nó xuất phát luôn đó mấy em. Ui. Thông cảm đi, không có cái này chịu nổi đâu mấy em ơi. Một mũ, hai mũ. Bây giờ chỉ cần là nóc vô cái nói với cái máy này nha. Qua cái xứ này khổ lắm em. Mới tốn hơn 1000 mấy nữa. Biết sao không? À, điện thoại Huawei. Không được gì, đi nhiều điện thoại lắm. Đi ngang hàng hải quan nó mày bu điện thoại nha. Cái nó bu con khỉ gì ông nội. Thấy cái đầu tôi xài banh chành đến không? Nó không tin mày xài, không tin đúng không? Rồi ok, vô. Chỉ cho, nè, vô nè. Thấy Facebook của Duy Nguyễn không? Nè. Thấy Facebook không? Facebook 130 mấy ngàn follow, bu điện thoại đâu cha. 4-5 cái điện thoại nào tôi cũng ba đang khóa bên chạnh hết trơn rồi. Tôi nhập thông tin tôi vô, có cái điện thoại mới mua mấy em. Lý do tại sao mua điện thoại chờ chút. Cái này là nói chung là nhà mướn mấy em. Nhà mướn không phải nhà Duy nên nó hơi thiếu thốn tiện nghi nha. Cái điện thoại này iPhone X đó mấy em. Duy mua bằng cái điện thoại này nè, là ở bên Việt Nam. Đó, hàng chính hãng FPT. Cái chui này qua bên Mỹ chơi không được nha ba. Chui này qua bên Mỹ chơi không được. Nà. Xong rồi cái hết pin. Biết làm sao không? Không được gì ngoài cái điều kiện. Mua thêm cái iPhone 11 quay đằng kia kìa. Đó, cái đang quay đó. Ê, nói nhỏ mấy em nghe nha. Tao mua thêm cái điện thoại iPhone X để tao ngu thấy mẹ. Không, mới mua luôn, hàng mới cáo AT&T. Đó, mới cáo luôn em. Chưa lắp sim luôn nè, nhìn thấy không? Má chưa lắp sim luôn. Đó. Còn sim đâu lắp. Tao có cái sim tao mới mua, tao gắn trong điện thoại nhỏ, chuẩn bị quay rồi. Anh bây giờ là có 4 điện thoại luôn. Mà anh mua điện thoại này á là vì lý do gì? Lý do là không có cục sạc. Cục sạc này ghi mẫu điện không vừa ông nội. Nhưng mà sau khi tối về, ta phát hiện một sự thật động trời. Nè, thật đóng adapter. Bà mẹ nó có cái này rồi. Đi mua chi cái điện thoại. Thấy mẹ luôn. Bây giờ nó ra đường á, má đừng có ai, đừng không có cái ngu, gọi là không có ngu nào giống cái ngu nào mấy em. Bởi vậy mấy em giàu nha, mấy em cũng khổ nữa. Nó thiệt với chảnh. Má có tiền xài ngu, nè gắn vô một cái. Giờ sạc được ổ bên này rồi. Thấy không? Trời ơi, gắn vô một cái nè. Hai cái vị trí nhau khác gì đâu. Tao quên. Đó, mình gọi là tao quên. Trời đất ơi, những cái chuyến đi quốc tế của anh đủ đồ chơi hết mà anh quên mấy em. Hậu quả quên, bây giờ thêm cái điện thoại. Mà thêm điện thoại thì sao ta? Thôi mấy em là fan của anh á, mấy em fan của anh đi, comment khen anh đi, anh tặng nha. Bây giờ cái túi thần tiền của Duy Nguyễn đi thách thức hải quan khắp thế giới nè. Nói chung ai cứ nói là đi du lịch quốc tế hay đi đâu đó đó. Chết, nói tới nó luôn, sao xin lỗi mấy em, quên pha nước. Thông cảm đi má ơi, ngược múi giờ. Bên đây nó uống cái bình nước vậy hài lắm em. Cái bình nước giống bình xăng ở Việt Nam vậy em. Đó.
đổ luôn nè. Một like cho bình nước đi mấy em. Đó, comment vô 7 bình nước. Hàng chim thấy mấy thằng trong phòng tập gym á, nó uống vậy nè. Mà chuẩn bị bắt đầu tập gym nha. Thông báo các đồng chí, ở ngoài lạnh thấy mẹ luôn á. Lạnh thấy mẹ luôn mà vẫn chơi đồ này tập gym thách thức thời tiết mà. Phong cách rồi. Mình đi đâu cũng phải chơi phong cách này hết. Đó. Không, phong cách. Chứ không tập đi là xuống người nha. Lửa rồi đó. Thấy ghê chưa? Không tin mà không tin nhiều điện thoại đúng không? Này hai sạc ra biết hai cái phone này nha. Không có xạo nha. Nhưng cái hai quay nữa nè, ba cái, còn cái kia nữa. Còn cái nhỏ nhỏ Lavigo, chút cái lấy ra lại luôn. Đang sạc pin nằm đâu mất tiêu rồi. Đi mang ba cái mua thêm cái về bốn cái. Wow. Đây là cái vỏ mà. Nhiều khi á nó nè. Qua ta đàng hoàng nha ba. Nó giấy tờ đàng hoàng, giấy bay quốc tế đàng hoàng không? À, có nhiều người á, người ta gọi là người ta đi nước ngoài á, người ta ràng như ràng bánh chưng vô. Nó thật sự cái này không phải là mình chê, nhưng mà mình thấy nó cũng kỳ kỳ sao á. Mấy anh chị em đi mà cứ sợ ta lột đồ không? Lột cái không khí gì ông nội ơi. Bây giờ tôi mang ra những cái gì ở đây, tôi mở ra cho coi, lột tôi chịu luôn. Chưa khui. Cái này bảo đảm chưa khui. Nè giờ khui nha. Tối này cứ dậy hoài lột cái gì nè. Cái vỏ này nó đã đi nửa vòng trái đất nè. Đi máng gì? Nè khui. Đó. Chết mẹ. Nè mang cái bao tay mấy em. Qua bên này mua bao tay khó lắm. Nghe. Mua bao tay khó lắm. Mang bao tay tập gym. Đó. Duy Nguyễn đi mang gì đây? Đó. Bao tay tập gym. Rồi. Nè cái đai. Khó lắm. Mà bây giờ ra vô phòng tập gym á. Mà mình gánh nhẹ nó coi thường như Việt Nam em. Mà gánh nặng không có ủng hộ là chết. Đúng không? Nó nên mang theo luôn là tho THOL nha. Chờ chút chạy đằng kia coi có nó còn quay không mày. Không có con mình solo đó. Ồ còn quay tốt, vô chơi tiếp. Chờ tiếp nha em. Rồi mang cái gì? À, sucker, mình lắc THOL luôn. THOL luôn em. Rồi à, mang theo cái túi giao hàng nữa, túi giao hàng của BBT luôn. Mình THOL, mang theo đóng khăn luôn. Trời đất ơi, bữa nay là Duy chuẩn bị là Duy đi vô phòng game nè. Phòng game cũng tương đối là khá nổi tiếng đó, đi là cả như là gì ta? Là truyền đạo không em? Truyền đạo đạo thơ nha. Ủng hộ giùm em Việt Nam ủng hộ nha. Thì đạo thơ. Đó mang đóng khăn luôn. Giống như qua mình qua đây mình xả rác. Rồi, cái này là chắc chắn phải có. Đã nói với bạn nhiều lần rồi. Bộ ba thần thánh. Rồi dây kéo lưng. Dây kéo lưng mang sao dư mang tới hai cặp luôn rồi. Mang dư rồi. Rồi cái này á là dây quấn cổ tay. Ủa sao không ai lấy trơn trời. Cái vỏ gì rất là mong manh dễ vỡ. Vỏ gì bạn? Quên nổ. Vỏ THOL. Không tin đúng không? Đây, đó. Vỏ THOL. Ghê chưa? Wow. À, mấy game chúa thôi vậy. Rồi, này gì? Cái này là dây quấn cùi chỏ đó bạn, đã để ngực. Qua đây chuẩn bị bandage nè. Bandage dứt mấy hàng trong phòng nha. Này dớ. Mày hỏi dớ có vào khoe. Này thêm mình lắc nữa. Không có được nhiều mình lắc lắm nè. Rồi, bỏ ba thần thánh. Phải có limo body. Lên body chỉ còn 80 gói trong kia nữa kìa. Hai vali rồi. Vali kia đựng hàng nhiều hơn. Quần áo này, vali đựng phụ tùng. Nó đâu mất gì đâu trời. Thật ra mất gì luôn á. Này là gì? Cục phát wifi. Qua đây mua sim 4G gắn vô phát wifi dọc đường lái xe lai. Rồi này là gì? À hộp này hộp swag. Để là gì? Vuốt cho nó đẹp tóc em. Vuốt đẹp tóc để bữa nào có đi vô trường. Rồi ok. Thì đó các bạn thấy tôi có bị mất gì không? Không bị mất gì hết bạn. Cuộc đời á mà gọi là đi du lịch nhiều nước rồi đó. Nó thật sự không biết người ta nghĩ sao á, là mất đồ mất đĩa khi những đĩa là sao mà tối ngày đổ thừa, người này lấy người kia lấy nhức đầu á. Còn cái cá nhân của Duy á, nó chưa bị mất một lần nào hết á. Chỉ có một lần á, cái ba lô của Duy á nó bị hiếp dâm tập thể, nó mất sọp luôn, cái đầu cỏ thiệt. Ủa vậy nãy giờ nói làm video này chi ta? Quảng cáo THOL đó ba. Đó, đúng không? Nói chung là THOL là hàng tốt. Chúng ta phải đi khắp thế giới. Đó không? Chúng ta phải về cái nơi mà gym sinh ra. Để cho người ta thấy được những cái phụ kiện của THOL nó đẳng cấp về mốt ta nhập. Làm ăn thôi. Rồi quảng cáo cái vỏ luôn. Cái vỏ này du lịch là rất thuận lợi các bạn.
người ta nhìn thấy cái vỏ này cùi cũng không ai lấy hết á. Thiệt mà, ta nhìn cái vỏ này cùi bắp quá chắc không lấy. Mà cái vỏ này nè, mình đi chơi mình để càng hở người ta là càng không lấy nha. Mấy bà mà quấn họ mất tiêu đồ, cái đó có thiệt mà không biết ai lấy. Cái này là mình không biết ai lấy nha, mà không biết ai lấy đừng nói tầm bậy à. Thí dụ giờ quy trình hàng hóa nó chạy sao? Thí dụ như giờ bạn từ ở bên Việt Nam bạn qua bên châu Âu đi ha. Thì đầu tiên nó bạn vô sân bay thứ nhất á, thì bạn gửi hàng hóa, xong rồi cái người ta kiểm tra hàng hóa, bạn ta qua máy bay, xong cái máy bay nó chạy qua bên tới ví dụ như bạn đi cái hãng Ả Rập đi, thì nó quá cảnh ở đâu bên Dubai á, thì tới đó hàng hóa bạn nó chuyển qua máy bay khác, thì trong quá trình chuyển nó có thể nó mất tại đó, hiểu không? Nó mất tại đó, rồi xong rồi từ cái máy bay quá cảnh đó nó bay qua tới bên châu Âu đó, thì tới lúc đó thì hàng hóa bạn nó bị tùm lum la hết à, nó bị nhiều vấn đề đó, không biết mất đường nào thì không biết thiệt nha. Vậy thì mình mới đặt ra cái vấn đề á, thì các bạn đi du lịch hay gọi đi buôn đồ, mà hầu như mấy mất đồ toàn là mấy buôn đồ không à. Mày buôn đồ thì mày buôn lậu, mày chấp nhận mày mất hộp thì hộp đi, ảnh ảnh cái gì, đúng không em? Anh nói chuyện không phải là cưỡng từ đặc lý, nhưng mà nói chuyện công bằng thôi à. Tại tụi nó buôn lậu, tụi nó trốn thuế mà, tụi nó trốn thuế giờ nó mất một hai món đồ lên chửi cha mắng mẹ như vậy không có nên em. Mà chưa biết chủ khi không có mất nữa mà cố tình nó chửi nó làm cho mất. Vậy thì khuyến mãi thêm, chờ chút mày, hôm qua là cái này của anh nó bị hiếp dâm tập thể nè em, nó đè mất sọt cái đồ luôn rồi. Tiêu rồi, trên này nó có sẽ có cái cụm dây. Mua cái vali này hồi đó mua 8 triệu đó ba. Wow. Con cái vali đi chơi phải mua mất tiền nha mấy em. Đây con cái khóa. Ok. Đây cái khóa này nè mấy em. Cái khóa này quan trọng lắm. Đi á, ví dụ như hàng hóa mà mỗi nước mỗi khác nhau á, tụi em không biết á, cái xong rồi cái tụi em bỏ đồ tùm bậy tùm bạ, có chỗ có nước người ta đâu có cho mang đồ ăn đâu, có nước người ta đâu có cho mang thuốc đâu, còn mới bỏ từ lưa ông dưa hết. Có mẹ kia bỏ mấy chục cái thịt chó, bây giờ bị nhốt bên Nhật luôn rồi kìa. Wow. Bây giờ nổi tiếng luôn trời, chút anh quay bằng cái quay nữa nè. Bây giờ đội ngũ media nó ở nhà hết rồi, có mình làm cực lắm. Đó. Cái khóa này nè, tụi em nhìn nha. Đó. Cái những cái vali mà các em mua ở ngoài chợ, thứ nhất á là nó không tốt đâu đó thiệt á. Các em đi du lịch các em phải kinh nghiệm nè, không phải là chặn sẵn tiện là di chỉ thôi. Thứ nhất là cái chất liệu á, chất liệu nhựa nó phải tốt, nó chống nước, nó chống rạch, đúng không? Đuổi thằng nào cầm kéo đồ sao ai biết được, nhiều khi thằng nào nó tao nói chung là tất cả mọi chuyện sai trên đời đều là con người, đúng không? Chứ không phải là do tập thể. Thằng nào nó tham mà nó gặp sao, nó cầm kéo nó gặp vô đây gặp sao được, đây cứng nhắc cả bố đập cũng được đâu đó, được chưa? Đó, chúng ta nên mua cái vali nó giống vậy thôi, nó tùy hãng nào cũng được, mà nó mắc cái vali mà chơi được phải 5 triệu cho lên nha, cho cái loại mà chơi 25-30 kg. Thì đi nước ngoài phải có cái vali này mấy em. Đừng mua vali nhỏ, tụi em mua vali nó phải có kích cỡ đàng hoàng. Có mấy thằng đầu bò đó, nó mua cái vali, khi thì nó mua nhỏ quá, khi thì nó mua bự quá. Đó, nó mua bự quá đó, cái hồi nó ra sân bay á, nó đi taxi về, không có taxi nào chở được hết á. Thiệt chứ bộ. Rồi, hổm kìa, con nhỏ kia đi Mỹ về mấy em. Nó đi Mỹ về, lấy con mẹt ra rước nó luôn. Con mẹt 7 tỷ của anh nó lấy ra rước nó. Xong rồi nó quất cho ba cái hòm hành lý, tao đi về luôn. Tao nói tao thì cho 200 ngàn taxi nè em ơi. Cho 200 ngàn taxi nè. Chứ chơi với em chơi không nổi rồi. Biết sao chơi không nổi không? Tại vì mấy cái đứa đó là cái tư duy của nó thù đồ. Trời đất ơi, đi về Việt Nam cầm tiền không cầm, cầm đô la không cầm. Cầm chi một đống đồ, có gì đâu linh ta linh tinh mà chứa hòm chứa rương. Thôi mẹ ơi, đừng có về Việt Nam sợ không có tiền chơi, thôi chứ không có thiếu đồ. Đúng không? Biết sao nữa không? Bạn bè của nó đó, bạn bè nó tư duy lùng nữa. Ai mà về hả, mua người tao ít đồ đi, mà về hả, bên Mỹ có gì ăn ngon không mua người tao đi, mà về hả, mua người tết quần áo nữa, trời dồn thành bốn cái hòm luôn. Nó đi nó mua vé, người ta cho có 30 kg rồi, nó mua thêm hành lý rồi thêm, xong rồi hả, tới hồi nó ra sân bay cũng nhìn muốn đạp cho nó một cái, đụng đầu ghê mấy em. Người ta xách hành lý á, thí dụ như anh Duy là chuẩn đẹp trai thì không ai nói đúng không, anh Duy có một cái túi nhỏ để treo đây. Rồi một tay này, rồi một ví dụ nha, một tay sách này, một tay cầm cái này, hóa gentleman. Đó, ta lấy hành lý ta đi rất nhanh, tác phong rất nhẹ nhàng. Đó, để đây đẩy, đi khắp vũ trụ luôn. Wow. Không cần phải tốn xe đẩy luôn. Còn nó hả, trời nó khiêng. Wow, nó khiêng thùng này, khiêng thùng kia. Help me, please, help me. Tại vì sao? Tại vì me là con gái. Please help me, help me. Không khiêng nổi đâu. Đó. Bởi vậy á, thiệt á, đó là sai lầm. Cái đó là tầm bậy, để nói cái vali thôi. Cái vali tụi em cứ đừng có cãi em. Chơi loại này đi, mày cãi tao là mày sai hết. Phải có cái vali loại mềm như nè, để mình xách, đúng không? Tại vì khi á mà chúng ta đi á,
thì chúng ta check in ở ngoài sân bay vô á, thì chúng ta cái động tác mà cầm đẩy đẩy này nọ đó thì hạn chế đi, đúng không? Với phần á mà tụi em mua hai cái vali cứng á, nó sẽ thất sách trong một số trường hợp. Yêu một cái vali cứng này nè, mày leo cầu thang đi, mày khiêng thấy mẹ rồi, mày thêm cái cứng kia nữa, hai tay mày xách sao nổi, đúng không? Nó tập gym chi, cầm ba lô THL giùm tao đi ba, cái này có 500.000 rồi không mua nữa. Bếp mà có tin là tao không? Cái vali anh mua nè, là nói chung là nó chứa được khoảng chừng 25kg tới 30kg. Thì hầu như cái hãng bay nào á, nó cũng cho phép cho em hành lý là 25-30. Còn cái này á, thì nó có hai trường hợp, em ký gửi cũng được, em xách tay cũng được, đúng không? Ví dụ như em để cái đồ lên tay anh Tinh á, thì dùng xách tay, còn không thì dùng ký gửi. Anh Duy dùng trong hai trường hợp luôn, vừa ký gửi xách tay tùy vào chuyến bay đó, anh Duy đi đâu. Đó, nên nó tiện lắm em. Còn ví dụ như á, cái em mua cái vali mà loại nó giống vậy, nó nhỏ hơn, nó đi theo kiểu mà mẹ bằng con lắm em. Thường tụi em mua cái vali này nó cho vali nhỏ nữa, thì mà cái vali đó như lên sân bay á, nhiều khi người ta đo cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao á, nó vượt quá cái phạm vi mà nhét vô cái hộc ở trên máy bay á, là nó không cho, nó không cho xách tay đâu, nó bắt ký gửi hết đó. Mà lúc đó đó em ra em làm hành lý nó phức tạp đó, không phải em bị động rồi, tức là mình đi á là phải có sự chuẩn bị từ xa. Thí dụ như anh Duy đi á là anh Duy chỉ mang những cái gì gọi là linh hồn thôi, những gì mang linh hồn thôi em, giống như này linh hồn tao nè. Bây giờ ví dụ giờ anh qua đây anh không mang này xong tập nghỉ cho đội tập gì nữa, đúng không? Bây giờ mình là gym chúa đường mình sau tứ trụ ở Sài Gòn, mình tập gym tới cái độ nào rồi giờ vô mấy phòng gym ở bên này không có đồ, cầm tay không giật, đúng không? Mà nó bị bây giờ bên đây nó lạnh thấy mẹ luôn nè, giờ ở trong nhà nó có hít đó, nó còn chịu nổi, bây giờ ra ngoài nó nhiếp gấp luôn, tập gì nổi nữa, lấy nhiếp gấp rồi anh ơi. Chút ráng đi review phòng gym mà thôi, nói đó review thôi, chém trước luôn, bảo đảm không bằng 1/10 THL, không bằng 1/10 đâu. Tại vì bữa nay lạnh quá, anh chưa mua xe, chiều mới ra dealer hỏi. Tại vì anh qua đây ít à, anh hỏi coi giờ mua tạm hay là mướn hay là sao đó thôi, chứ bây giờ mua xe xong rồi mốt về Việt Nam rồi bán xe cho ai đó, nên không có xe không đi được. Trời, qua cái xứ này không có xe cho què giò mấy em. Nó thật sự hôm qua xuống sân bay nhìn như ngu, không có xe nhìn như què giò. Ra đường xe nó ban đùng đùng luôn. Đó. Ở đây không đi bộ được mấy. Ở đây làm như cái xứ này tư bản đi bộ nó phát triển hay sao á. Nếu mà tư bản đi bộ nó phát triển là thằng Adidas á với thằng Nike, ủa. Hình như thằng Nike của Đức thì mày ơi, thôi thằng Adidas đi. Thằng nào cũng bảy, trong hai đó thằng nào bị tôi quên mẹ rồi, lú rồi mày không ngủ được. 48 tiếng không ngủ nhận ngu, hiểu không? Thì á đáng lẽ mày bán giày đó đó nó phải phát triển sao đó để cho xây dựng cái xứ này nè, thành xứ đi bộ thì những người như anh đó nó thích hợp hơn. Còn bây giờ những người như anh ở đây là nước là cái không có xe, nên anh tập, nói chung là tập ở phòng gym trong hotel em, mà phòng gym trong hotel thì tụi em biết rồi, chắc là đủ máy, chắc là đủ món thôi, chứ tập tầm gì mà không tập nó ngứa, không tập rồi nó 3-4 ngày rồi qua đây ăn mấy lót tờ lót nó tích mỡ em. Không qua đừng nhắc lót tờ thiệt, mẹ lót tờ Việt Nam ăn mãi cho rồi đi. Hôm qua tôi lộn quán mà, hôm qua vô thấy nhà hàng cũng đẹp lắm, bự lắm mày. Vô ăn lót tờ thì nọ gặp Mỹ Đen ra nó có gì tùm lum la, nó không hiểu cái gì. Cầm menu chỉ chọt luôn. Nè, xong rồi lót tờ trong đá sao á. Nó là teo đó, gì teo lót tờ, à teo là cái đuôi gì vậy ba? Teo gì đó, bao cái đuôi luôn. Ăn á. Thì cái chắc trong đá rồi. Nó hôm qua ăn hơi bị teo. Tối nay kiếm kèo gỡ. Nè. Nên anh Duy đi á, chẳng qua đây có công việc thôi, xong rồi tập gym bản linh hồn. Mà anh Duy thích là mang những cái gì đó nó tính chất bản sắc nha. Người anh nó vậy á. Em thấy không, đi đâu mà không? Bây giờ lên đây lên BB mua cái bình lắc này 10 đồng ship chừng nào mới tới, đúng không? Gặp mình nay đây mai đó nên sao ship khổ vậy. Bây giờ nên đi lịch có phải có chiêu không em, nên mình nghĩ á là cái video này của anh giống là video chào sân anh thử thôi, để rồi mai mốt rồi cho em có kinh nghiệm khi tụi em đi lịch, mà nhất là game á, dân game đi lịch nó phải đặc thù. Nhưng thường có thể là cái tâm lý, nói chung là cái việc hành lý nãy nói là không chắc đúng là sai, mà chỉ là tính chất và tâm lý của mọi người thôi. Tức là người ta nghĩ rằng á là ok mình đi mang chút quà cho quê hương, điếu thuốc đi bia gì đó không biết, nhưng mà đôi khi á cái việc đó không hợp lý. Tình cảm thì thấy cũng nhiều rồi đó, nhưng mà tính chất hợp lý bằng Zalo à. Nên các em còn trẻ thì anh khuyên các em thật lòng đừng đi theo lối mòn đó nha. Còn nếu cha mẹ của mình lớn tuổi rồi, đi sao đi cãi, đó không cãi được à. Anh đi qua đây còn cái vỏ đó em nghe luôn cái vỏ anh à. Chung thì cái vỏ này anh mua ở bên Việt Nam Valentino $2,000. Tao nói là cái gì, nuôi quân 3 năm mà dùng quân có 1 giờ nè đó.
Cái tôi phè từ này cho mấy em này thấy cái nè, vỏ da không à, giống khỉ vậy đó. Thì ở trong cái vỏ này á, thì nói chung là nó có những cái vấn đề mà đó, để giấy tờ cho nó thẳng nè. Ví dụ như anh là, mà mặc dù anh là gamer thôi nhưng mà anh cũng là giám đốc rồi, hiểu không? Thì anh phải có cái vỏ để giấy tờ cho nó thẳng. À, thì qua đây nhiều khi mở tiệm mua nhà mua xe rồi nó có những cái hợp đồng rồi chung một ký không phải, phải cầm về trình bày nó kia chứ mà đồng vẫn trị với em chứ mà đồng vẫn trị thì cái vỏ đâu bỏ đâu, vỏ bỏ trong này, cái vỏ anh bỏ trong này đó. Thì anh thấy đâu cái chuyến đi của anh nó rất là gọn nhẹ nhưng mà nó cũng đầy đủ. Vậy thì mấy em sợ quần áo gì xử lý thì sao? Anh đi qua đây á, anh đi chỉ mang quần áo THL thôi đó, anh đi chỉ mang quần áo THL thôi. Còn cái xứ này thì nó văn minh quá rồi, nói chung thì cầm thẻ tín dụng á ra ngoài mua áo CK quần nhỏ mặc vậy thôi, nói chung là xong rồi mặc xong quăng mẹ. Chứ anh không có thích mà gọi là đùm đùm đề đề này nọ, nó nặng nề mà nó mệt mỏi. Wow. Thì đó là cái tư duy xài đồ của anh xài đồ khá là sốc lắm em. Anh xài đồ khá là sốc đối với anh. Cái áo của anh, cái áo này, áo THL là cái áo mà giá trị nhất khi đi cái xứ này. Anh muốn cho mọi người thấy rằng một người Việt Nam rất khác, một người trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh nó, và có một cái gì đó nó có lợi, nó có lợi cho những xứ sở đi qua đó. Chứ còn mấy cái đồ linh tan tinh đó thì thứ yếu thôi. Mình rời bỏ đất nước mình đi trên một cái quãng đường dài vậy đó thì cái nặng lòng nhất là cái quê hương, chứ phải cái nặng lòng nhất là cái vali. Wow. Lai đi câu để ông lai lóc thì khi mình rời bỏ đất nước mình đi vì một cái mục đích nào đó đó, thí dụ như anh rời bỏ đất nước anh đi vì công ăn chuyện làm, qua đây coi mua cái nhà coi thôi chưa chắc có mua không, rồi tỷ lệ mua là khá thấp đi, tại vì anh mua cái nhà phải xử lý sao cái nhà nữa nó, rồi mua cái xe, rồi biêu cái tiệm, rồi nói chung là những cái vấn đề nó mang cái chất công ăn việc làm và nó không biết nói sao nữa. Nói chung cảm giác nhớ nhà nặng lắm em, nhớ đám bồ quê, nhớ đám bồ quê. Qua đây đậm lẻ cái này nọ kia, qua đây tờ lưa hết à, gặp người châu Á đã khó rồi chứ đừng nói gặp người Việt Nam, mà có một cái thì sao mà châu Phi quá trời đông lắm, qua giờ đi gặp kinh luôn á. Đó. Nên chung xã hội nó có nhiều cái lắm mà để nói á, thì nó sẽ tốn rất là nhiều video. Thì một video thì nói một đề tài thôi, nói nhiều quá rồi biết nói gì giờ đó. Mà anh không biết quay video này về nhà gửi cho tôi nói dựng được hay không nữa, nó khổ lắm, hiểu không? Nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Bây giờ phải ra ngoài set up máy chụp hình nữa nè, đó để chụp hình cái wheel này một cái, biết sao xét nữa. Nó giờ lâu quá, ngày xưa là ở nhà đó là cơm bưng nước đó, kêu mê đa tao quay 5 phút của tao quay đó, cha con tụi nó ngồi xếp ấp từng cái. Nói giờ qua đây tự mình làm hả? Nhớ là giống như thời lập nghiệp cách đây 4 năm hả mấy em? Dựng cái máy quay trên bàn, nhớ chưa? Mà qua đây là cái gì? Tại sao mang mày theo? Đó, anh mang mày theo quảng cáo thôi, gọi kiếm tiền đỡ là vé máy bay mà. Chứ tao tốn có nhiều tiền vé máy bay không? Rồi thôi, video khép lại đây nha mấy em. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.